Thưa quý vị khán giả, những ngày này thì những bạn học sinh lớp 12 cũng đã nhận được điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của mình. Và cứ vào những giai đoạn này thì có rất nhiều những câu chuyện được kể. Còn năm nay thì có một câu chuyện rất cảm động và truyền cảm hứng được kể khi mà đôi bạn thân đã cùng nhau đến trường hơn 10 năm. Mới đây thì cặp đôi này lại càng khiến cho các cư dân mạng phải nể phục hơn nữa khi bảng điểm được công bố. Theo đó, điểm số của hai bạn ở khối A và B đều trên 9 điểm, thuộc top những học sinh có điểm thi cao nhất của trường. Cụ thể, Văn Hiếu đã đạt tổng điểm 28,15 ở 3 môn khối B, Toán 9,4, Hóa 9,75 và Sinh 9. Trong khi đó, Tất Minh cũng xuất sắc đạt 28,1 điểm khối A với Toán 9,6, Lý 9,25 và Hóa 9,25. Năm 2018, đôi bạn cũng đã vinh dự được gặp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi có mặt trong đoàn học sinh sinh viên xuất sắc. Và ngày hôm nay, ở tại trường quay của Cà phê sáng với VTV3, chúng tôi đã mời tới đây hai bạn Hiếu Minh và đồng thời cũng chính là thầy chủ nhiệm Nguyễn Đình Tuấn để cùng trò chuyện trong buổi sáng. Xin được chào thầy và chào hai bạn. Xin chào chương trình Cà phê sáng. Wow, sau khi mà xem những hình ảnh vừa rồi, chắc hẳn là nhiều người sẽ nghĩ là ước gì mình có được người bạn thân như thế nhỉ. Vậy thì đầu tiên cho chị được hỏi hai bạn Hiếu và Minh đi. Hiếu đã cõng Minh đi học từ năm lớp mấy, Hiếu có nhớ không? Dạ, em đã bắt đầu cõng bạn Minh đi học là từ năm lớp 2 ạ. Từ năm lớp 2? Dạ, vâng. Cái điều gì đã khiến cho em có ý nghĩ rằng là mình sẽ cõng bạn đi học? Dạ, thật sự lúc ấy là em là một cậu bé rất là nhỏ mà chỉ học lớp 2. Em thấy bạn Minh là một cậu bé khôi ngô, tuấn tú, nhưng mà lại không may bị như thế này. Nhưng bạn lại không bao giờ bạn nản chí. Bạn rất là ham học và có nghị lực, rất là kiên cường. Nên em đã rất là thương bạn và quyết tâm là đưa bạn đến trường hàng ngày. Wow, lớp 2, cái thời mà chúng ta còn bé xíu. Thế từ năm lớp 2 đến bây giờ, hai bạn đưa nhau đi học như vậy thì các bạn có kỷ niệm gì với nhau trên chặng đường đi học không nhỉ? Minh có nhớ kỷ niệm gì không? Trong suốt quãng cuộc đời được Hiếu đi học thì nó rất với em là nó rất nhiều kỷ niệm, nhưng kỷ niệm mà em nhớ nhất là em đi học cõng nhau rồi bị ngã giữa trời mưa. Bị ngã? Dạ. Thế là Hiếu ngã và Minh cũng ngã theo luôn. Dạ. Đường trời mưa. Dạ. Cho nên là trơn trượt quá. Dạ vâng. Hồi đó là lớp mấy có nhớ không? Hồi ấy thì cũng đang còn nhỏ, chắc tầm lớp 3. Lớp 2, dạ. Lớp 3 hai bạn cõng nhau đi học bị ngã. Thế là lúc đấy quần áo bẩn hết nhưng mà vẫn cứ đứng dậy tiếp tục đến trường. Dạ vâng. Wow, thật là nể phục tinh thần học tập của các bạn. Dạ. Vậy còn với thầy Tuấn thì sao ạ? Thầy đã là thầy giáo chủ nhiệm của hai bạn trong những năm cấp 3. Vậy thầy thấy như thế nào về hai bạn Hiếu và Minh ạ? Bạn ở trên lớp như thế nào ạ thầy? Ở trên lớp thì Minh và Hiếu là những học sinh mà rất là chăm ngoan, tích cực học tập và luôn luôn có nghị lực vượt lên chính bản thân mình dù là bị khuyết tật như thế. Hai bạn là sự bổ trợ rất là tốt cho nhau trong quãng đời đã qua. Và hy vọng rằng là trên con đường sắp tới thì các em sẽ vẫn tiếp tục sát cánh cùng bên nhau. Vậy trong suốt quãng thời gian như vậy thì trường của mình ở tại Thanh Hóa đúng không ạ? Đã có những cái sự hỗ trợ hay là giúp đỡ gì dành cho Hiếu và Minh không ạ? Trong cái quá trình học sinh Minh và Hiếu khi lên trung học phổ thông thì ban giám hiệu nhà trường cũng như tất cả các thầy cô trong nhà trường thì luôn luôn tạo điều kiện tốt nhất để cho em được học tập. Và bên cạnh đó thì nhà trường cũng luôn luôn vận động những học cựu học sinh của nhà trường cũng giống như là các cái tấm lòng hảo tâm khác để giúp đỡ thêm về mặt vật chất, ủng hộ tinh thần thêm để cho hai em được thực hiện ước mơ đến trường của mình. Vâng ạ. Thật ra hai bạn Hiếu và Minh không phải bây giờ mới được nhiều người biết đến đâu. Nhiều năm trước thì nhiều người cũng đã biết tới rồi, nhưng mà năm nay thì còn nổi tiếng hơn nữa. Tại vì là điểm thi quá cao, đúng không ạ? Theo như là phóng sự cũng vừa mới nói rồi, điểm thi của hai bạn là cao nhất trường, nhưng và cũng là một trong những cái điểm số rất cao của những trường đại học mà các bạn thi vào nữa. Này, có các bạn năm nay cũng chuẩn bị thi đại học, các bạn có thể chia sẻ một chút bí quyết cho các em khóa dưới xem làm thế nào mà ôn thi được cao thế? Dạ, thưa chị là bí quyết của em cũng không có gì đặc biệt ạ. Em cũng chỉ bám sát sách giáo khoa rồi theo lời hướng dẫn, học tập của các thầy cô hướng dẫn rồi chúng em ngồi thảo luận làm bài tập cùng với nhau. Chỉ thế thôi à? Dạ. Thế hàng ngày thì các bạn dành bao nhiêu thời gian để học cùng với nhau? Ngoài học trên trường thì chúng em cũng thường xuyên về nhà học chung ôn luyện với nhau ạ. Wow, như vậy thì có thể thấy là thi đại học không quá khó đâu. Mình chỉ cần thực sự tập trung và bám sát những cái kiến thức là được, đúng không? Dạ. Vậy thì hai bạn thì sao? Một bạn thì học trường đại học Y, Hiếu đúng không nhỉ? Dạ vâng. Và Minh thì học trường đại học Bách Khoa. Tại sao các bạn lại chọn dự thi để vào những ngôi trường này? Hiếu thì sao?
Dạ, với em thì ước mơ trở thành bác sĩ là đã theo em từ khi rất còn nhỏ. Nên là em là mong muốn vào trường y để có thể là trở thành một bác sĩ thật là tốt, để có thể là giúp đỡ cho mọi người và cũng có thể là giúp đỡ cho người bạn thân nhất của em là bạn Minh ạ. Wow, thật là cảm động. Còn với Minh, tại sao em lại chọn để thi trường Đại học Bách Khoa? Dạ, em thưa chị là trường Đại học Bách Khoa thì em cũng đã nghe nói từ rất lâu rồi, là một trong những trường rất là danh tiếng. Và em muốn học vào đây vì thứ nhất là em muốn có các anh chị ở khóa trước cũng học trong ở đấy, muốn vào đấy học với các anh chị. Và đặc biệt hơn là em theo đuổi ngành công nghệ thông tin thì nó sẽ phù hợp với khả năng của em ở đây hiện tại. Wow, hai bạn thì đều đã gần như là chạm tực tới với ước mơ của mình rồi, chỉ còn chờ vài ngày nữa thôi là sẽ biết đúng không nhỉ? Có rất nhiều khán giả thì hâm mộ các bạn, và có một khán giả thì đã gửi một cái bài thơ để dành tặng cho hai bạn đến với chương trình ngày hôm nay, thì chị sẽ xin phép đọc cho hai bạn nhé. Bài thơ tên là Cuộc chia ly thần thoại. Mai xa rồi, cậu sẽ đến trường y, tớ thì đã quyết tâm thi tin học. Hơn 10 năm đường mình đi khó nhọc, mưa nắng sớm khuya trằn trọc vui buồn. Nhớ những khi mùa giáp hạt đói cồn, chân cậu vẫn bước dồn về phía trước. Tớ trên lưng cùng vượt qua rét mướt, mặc đường xa gió ngược tiếp đông về. Bao vất vả cậu gánh thay tớ cả, mai đây rồi ai cõng tớ đường xa. Bây giờ khi mà chúng ta chuẩn bị vào cánh cổng đại học rồi, mọi thứ cũng sẽ khác đi rất nhiều so với những gì mà chúng ta đã cùng trải qua 10 năm về trước. Vậy các bạn sẽ dự định chia sẻ với nhau quãng đường này như thế nào? Khi mà một bạn thì học trường y, một bạn học trường Bách Khoa, trong tương lai con đường nó cũng không chung nhau nữa. Vậy các bạn dự định sẽ ra sao nhỉ? Hiếu, em nghĩ thế nào? Đối với em thì em mong muốn là cả hai đứa em đều có thể là đổ vào được trường đại học mong ước của mình. Tại vì là theo như em biết thì hai trường ấy cũng không cách xa nhau cho lắm. Nên là nếu có thể thì bọn em có thể ở chung trọ với nhau, để em có thể giúp đỡ bạn Minh ở quãng đường sau này nữa. Còn Minh thì thấy thế nào? Minh có dự định gì, cũng như là có định là hai bạn ở cùng với nhau ở Hà Nội chẳng hạn để cùng đi học không? Dạ có, em cũng mong muốn là sẽ được ở cùng gần Hiếu và sẽ được Hiếu giúp đỡ nữa. Hai bạn chơi với nhau thân 10 năm chắc là đã rất hiểu nhau rồi. Vậy cả hai bạn có chia sẻ cùng nhau một cái hình mẫu, một hình tượng nào đó, thần tượng của các bạn không? Dạ, thưa chị là em và Hiếu là khá là thích âm nhạc. Và em và Hiếu đều có chung một thần tượng, đó là Sơn Tùng MTV ạ. Tại sao các bạn lại thích Sơn Tùng MTV? Anh ấy ngoài hát hay, tài rồi anh ấy còn là một người luôn luôn nỗ lực vươn lên để có thể khẳng định được bản thân của mình. Và anh ấy luôn có một suy nghĩ rất là lớn lao là có thể đưa âm nhạc Việt Nam ra tới thế giới ạ. Wow, chúng ta đã nể phục cái tinh thần của Sơn Tùng MTP phải không nào? Dạ. Vậy một câu hỏi cuối cùng nữa thôi dành cho hai bạn. Hai bạn sẽ có những dự định gì trên chặng đường tương lai, không chỉ là ở một vài tháng tới đây mà có thể là nhiều năm sau nữa? Nào, mình trước nhé. Dạ. Dự định tương lai là em sẽ vẫn cố gắng học tập tốt, để không phụ lòng bố mẹ và các thầy cô và bạn bè, xã hội luôn quan tâm đến mình. Còn về Hiếu thì sao? Dạ, em thì cũng sẽ rất là cố gắng hết mình để có thể là trở thành một vị bác sĩ là thật là tốt, có thể giúp đỡ được cho nhiều người ạ. Và tất nhiên hai bạn cũng sẽ tiếp tục song hành với nhau phải không nào? Dạ vâng ạ. Còn với thầy ạ, hai bạn cũng đã chuẩn bị bước tới cánh cổng trường đại học rồi. Thầy có lời chúc gì dành tới cho hai cậu học trò mà mình rất yêu quý không ạ? Trước hết là bản thân tôi là giáo viên chủ nhiệm, cũng giống như tất cả các thầy cô và mọi người đều mong muốn là tháng 10 tới đây thì các em đậu vào các trường đại học theo mong ước của các em. Thứ hai nữa là thầy và nhà trường luôn luôn sát cánh cùng các em và mong muốn các em cố gắng học tập tốt, không phụ lòng tin của tất cả mọi người đã dành cho mình. Chị cũng chúc cho em sẽ đạt được thật là nhiều thành công và luôn luôn giữ được cái tình bạn trong sáng và đẹp đẽ như thế này để có thể làm tấm gương cho rất nhiều những người khác nữa nhé. Xin được cảm ơn thầy Tuấn cũng như là hai bạn Hiếu và Minh đã dành thời gian đến với Cà Phê Sáng với VTV3 ngày hôm nay.